mời quý vị cùng chúng tôi đến với xã Đàm Ri, thành phố Bảo Lộc để cùng gặp gỡ một lão nông có kinh nghiệm hơn 20 năm nuôi tầm con. Xã Đam Ri của thành phố Bảo Lộc có hơn 500 hecta dâu cao sản, gần cả ngàn hộ dân ở đây đều trồng dâu nuôi tầm và xã đã có không ít tỷ phú uh, từ trồng dâu và nuôi tầm. Chỉ riêng địa bàn xã thì có tới 6 nhà nuôi tầm con, cung ứng trên 2.000 hộp tầm mỗi tháng cho các nông hộ trong và ngoài xã, trong đó có nhà nông Đỗ Văn Hùng ở thôn Nam. Sở dĩ nghề tầm tan phát triển mạnh ở Đam Ri, một phần là vì tầm con được sản xuất ngay tại địa phương nên nông dân tiện lấy tầm. Tầm con cũng quen với khí hậu tại chỗ nên khỏe và ít bệnh tật. Năng suất kén của Đam Ri ở mức từ 50 tới 60 kg một hộp là mức khá cao và chất lượng tơ rất tốt, được các nhà máy xe tơ mua cao hơn các địa phương khác. Ông Đỗ Văn Hùng ở thôn 5, xã Đam Ri là người có kinh nghiệm 20 năm nuôi tầm con, cung cấp tầm giống cho nhiều bà con trong xã. Mỗi tháng, từ nhà ông Hùng, 400 hộp tầm giống được cung cấp cho các hộ trong xã và một số xã lân cận của huyện Bảo Lâm với giá 600.000 đồng một hộp. Gia đình ông Hùng cũng trồng một hectare dâu giống, cành nhiều, lá mỏng để chuyên nuôi tầm con. Đặc biệt, chăm nuôi tầm con đòi hỏi nghiêm ngặt hơn nhiều sau khi xịt thuốc bóng phân chai dâu đều phải cách ly đúng 30 ngày. Bên cạnh đó, khâu vệ sinh chuồng trại rất quan trọng để phòng chống sâu bệnh. Gia đình ông Hùng hàng ngày phải dọn phân, kiểm tra nông tầm, sang tầm để đảm bảo sạch sẽ, con tầm khỏe và phát triển đều. Khâu xử lý tầm ngủ cũng rất quan trọng vì tầm có ăn ngủ đều, ở các tuổi mới khỏe, có sức đề kháng, dễ nuôi, chính tập trung và ít bệnh tật.